Dạ vâng, Châm Anh rất là vui mừng được quay trở lại trò chuyện với quý khán thính giả thân thương của mình trong cái chương trình hội thoại Người Mới Việt Mới. Cũng như quý vị biết, thời gian vừa qua thì chúng tôi rất là tri ân tới quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Network đã cổ động, động viên, góp ý cho. Vì vậy mà anh em chúng tôi có những cái chương trình rất là hay, hữu ích để giúp cho người Việt của chúng ta. Hôm nay thì chúng ta lại có một cái vị khách rất là đặc biệt để gửi tới quý khán thính giả. Xin chào anh Nam Lê. Dạ, xin chào cô Châm Anh. Dạ, xin anh Nam Lê có thể gửi lời chào đến quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Network và giới thiệu một sơ về bản thân anh ạ. Cảm ơn Đài Sài Gòn Network và cô Châm Anh đã cho công ty chúng tôi có cái buổi trò chuyện trong ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn anh Nam Lê. Được biết thì quý vị biết rồi đó, khi mà chúng ta sống ở tại đất Mỹ này á, cái credit là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng với cái đời sống của chúng ta. Là bởi vì khi chúng ta không có credit thì nó gây cho chúng ta rất là nhiều cái vấn đề. Và anh Nam Lê đến từ một cái văn phòng mà người ta gọi chung là sửa credit. Anh Nam Lê có thể nói cho quý khán thính giả cũng như cho anh biết là cái văn phòng của anh Nam ở đâu mà? Dạ, cái công ty của tôi nằm ở Bel Air. Địa chỉ là 9999 đường Bel Air. Công ty của chúng tôi là KC Portfolio Capital. Dạ vâng, cái công ty của anh Nam Lê là chuyên môn sửa những cái credit của những người bị bad credit, có phải không thưa anh Nam Lê? Dạ đúng cô Châm Anh. Dạ, có một cái vấn đề này Châm Anh hơi thắc mắc một chút xíu như thế này. Cái high score nhất của cái credit của mình là bao nhiêu anh? Nếu mà một người gọi là good credit, cái high score nhất của cái credit là 850. Wow, cao ha. Quý vị thấy đó, rất là ít người có cái high score là gọi là 850, rất là khó, phải nói rất là khó. Có một cái vấn đề nữa là, ví dụ như bây giờ Châm Anh đi tollway, anh biết cái vấn đề tollway thì người Việt chúng ta sử dụng rất là nhiều. Và cái những cái chuyện đó nó thường xuyên nó xảy ra. Thì khi mà chúng ta đi tollway thì thường thường thì chúng ta sẽ đưa cho họ cái credit card để họ charge vô. Rồi một cái lý do nào đó chúng ta cancel cái thẻ, rồi chúng ta quên bẵng đi, chúng ta vẫn đi. Và quý vị biết rồi, cả năm sau á mới nhận được cái bill thì mình cũng trả. Nhưng mà sau khi mình trả thì nó có ảnh hưởng gì tới cái credit của mình không thưa anh Nam Lê? Cái tollway đó là nó khác với cái credit. Cái tollway là người ta thiếu cho cái tuổi Harris County toll. Thì cái đó nó totally separate, nó không có liên quan gì đến cái credit của quý vị hết. Ồ, có nghĩa là chúng ta quên trả mà sau này chúng ta trả thì nó vẫn không có bị. Ồ, một cái thứ hai nữa là cho anh muốn hỏi anh Nam Lê một câu như thế này, là người Việt chúng ta cũng phạm phải rất là nhiều, đó là cái bill nhà thương. Ví dụ như là chúng ta không có cái bảo hiểm, bây giờ thì mọi người phải mua cái bảo hiểm Obamacare, nhưng mà thời trước thì không có. Rồi khi chúng ta bị những cái emergency như là giữa đêm về đó, mình đi vào nhà thương mà mình không có bảo hiểm, thì thường thường là mình sẽ khai tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, rồi sau đó thì mình quên bẵng luôn. Thì cái đó rất affect tới cái credit của mình không thưa anh? Nếu mà quý vị đi vô nhà thương mà có cái bill mà quý vị không trả đó, thì họ sẽ gửi qua cái tụi collection. Thì nếu mà quý vị bị trở ngại về cái collection, xin quý vị liên lạc thẳng công ty của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý vị lấy ra những cái collection đó để cái điểm của tín dụng của quý vị có thể được nâng lên. Có nghĩa là anh nói rằng là những cái bill đó nếu mà chúng ta không trả thì nó đã affect cho cái credit của chúng ta. Dạ đúng rồi. Có một cái vấn đề ở đây Châm Anh cũng như quý khán thính giả sẽ có những cái thắc mắc. Ví dụ như nhiều người nói với Châm Anh rằng là cô good credit về xe thì cô vẫn mua được cái xe, nó không hề ảnh hưởng gì. Cô bad credit về nhà, cô không mua được nhà nhưng mà cô vẫn mua được xe. Theo như anh Nam Lê là anh làm trong cái ngành đó thì anh nghĩ cái câu nói đó có đúng không ạ? Dạ cái câu đó không thể nào đúng được. Nếu mà họ bị bad credit về xe là nó sẽ nằm trong cái record của họ là họ bị bad credit về xe. Nó sẽ liên quan đến tất cả mấy cái credit gì khác. Có nghĩa là khi chúng ta mà bị bad credit về một cái vấn đề nào đó thì nó sẽ ảnh hưởng tất cả cái credit của chúng ta. Dạ đúng wow. Rồi. Quý vị thấy đó, sau một cái cuộc nói chuyện với anh Nam chỉ có vài phút thôi thì Châm Anh cũng như quý khán thính giả chúng ta đã tìm hiểu thêm nhiều cái rất là thú vị. Và có một cái như thế này, Châm Anh không có biết được là khi mà chúng ta file bankruptcy anh Nam, thường thường thì bao nhiêu năm anh? Thường mình sẽ bị bad bao nhiêu năm rồi đó? Thường thường cái chapter 7 bankruptcy đó nó sẽ nằm trong cái record của quý vị có khoảng 10 năm.
Đó, thường thường khách mà bị file bankruptcy đó thì quý vị cần nên tới gặp công ty chúng tôi sẽ lấy cái bankruptcy ra cho quý vị trong vòng 6 tháng. Wow, quý vị nhạc cho anh rất là ngạc nhiên, tại vì thường thường là bị bankruptcy là rất là nặng, phải Dạ đúng không? rồi, Có thể dạ. là gọi là tuy nhiên là không còn gì luôn, mà chỉ có trong vòng 6 tháng thôi là Dạ. công ty của anh có thể hết, cái văn phòng của anh có thể hết để Dạ. mà take off. Bây giờ có một cái câu hỏi tiếp cho anh Lê là khi mà anh take off như vậy á thì cái credit của người ta trở về trắng hoàn toàn hay như thế nào ạ? Một khi cái credit mình bankruptcy mà mình lấy ra rồi rồi đó là cái hồ sơ của họ là sẽ trong trắng như là một tờ giấy trắng, họ sẽ good credit lại, rồi họ nếu mà họ không có credit thì họ build cái credit lại từ đầu. Có nghĩa là khi mà một người bị bankruptcy tới văn phòng của anh Nam Lê sẽ giúp quý vị take off cái phần đó trong vòng 6 tháng, và mình giống như là mình trở thành một người giống như là mới bước chân qua Việt Nam. Dạ Credit đúng rồi. trắng là coi như là không có gì hết, là mình Giống như phải một tờ build giấy credit. trắng. Dạ. Wow, cũng được. Tại vì nhiều khi mình bị bad credit mà 10 năm thì rất là khó luôn, nó quyền khó để mà build lại. Mà Dạ. anh Nam Lê có thể nói cho Trâm Anh cũng như quý khán thính giả sơ một chút, là tại vì mình nói như vậy thì mình sẽ cảm thấy là rất là thú vị, nhưng mà cái phần lệ phí thì như thế nào thưa anh? Thường thường cái lệ phí là mỗi người nó khác nhau. Có nhiều người họ thiếu collection 100 đồng, có nhiều người họ thiếu 100 ngàn. Mỗi người cái fee nó khác nhau, mà cái fee của công ty chúng tôi làm rất là reasonable, rất là thấp cho khách hàng để khách hàng có thể lấy một cái credit lại, làm lại cuộc đời của khách hàng. Rất là thú vị thưa quý vị. Và có một cái vấn đề gì nè anh Nam Lê, thường thường á thì chúng ta sống ở Mỹ á, đi đâu làm gì á thì chúng ta thay dùng credit card, mà hiện bây giờ thì cái những cái người mà bị mất cấp credit card rất là nhiều, thì theo như cách nhìn của anh á, khi mà nó ảnh hưởng tới cái credit của mình nhiều như vậy á, thì một người xài tiền mặt và một người xài thẻ nó tốt hơn ở chỗ nào, hay là nó cũng như vậy thôi? Tại vì nếu mà anh xài credit card nhiều đó, đôi khi em nghe người ta đồn rằng là bị mất cấp rất là nhiều, họ có thể nhìn những cái số trên cái thẻ mình, có đúng như vậy không thưa anh? Cái chuyện mà ăn cắp á, thì cái chuyện đó nó xảy ra rất là thường xuyên. Còn có nhiều người họ xài tiền mặt suốt cuộc đời thì họ không có credit, mà nếu mà họ có credit rồi đó, cái credit rất là quan trọng cho họ, tại sau này họ muốn mua xe, mua nhà, mở cái điện hay là mở phone, họ cần phải có credit. Nếu mà họ không có credit, cái mở mấy cái đó rất trở ngại cho khách hàng. Dạ bình thường, nhưng mà khi mà chúng ta mua một cái xe đó anh Nam Lê, thì cái credit họ đòi hỏi là bao nhiêu? Thường thường cái average score là 680 trở lên. Một khi quý vị có cái điểm là 680 trở lên á, quý vị không cần phải nó không có cái gì trở ngại trong cái credit report của quý vị. Mà nếu cái credit score của quý vị mà dưới 680 á, quý vị phải cần nên đến gặp công ty chúng tôi để chúng tôi giúp quý vị nâng cái điểm tín dụng lên. Có một cái vấn đề nữa là ví dụ như là chúng ta mà cái credit line của chúng ta mà nó thấp á anh, giống như là cái credit score chứ không phải là line, nó thấp á, thì mình mua đồ có phải là mình phải trả cái tiền lời nó cao hơn không ạ? Dạ đúng rồi. Mỗi lần mà quý vị đi xin credit card hay mượn bất cứ cái loan nào thì họ based on cái FICO score là cái credit score của quý vị. Một khi cái quý vị mà có cái credit mà nó quá low đó thì cái tiền interest rate nó rất là cao. Quý vị thấy đó, là chúng ta đã tìm hiểu sơ sơ thôi, cái này là mới sơ sơ thôi mà có nhiều điều rất là phải lạ lẫm luôn đó, là Trâm Anh cũng không có hề biết luôn thưa quý vị. Và cái như thế này nè anh Nam, Trâm Anh nghe nói rằng là khi mà chúng ta apply rất là nhiều credit card thì nó bất lợi cho cái credit của chúng ta, có phải như vậy không ạ? Nếu mà quý vị apply cái credit card quá nhiều trong vòng 6 tháng thì nó sẽ affect cái score của quý vị. Cái đó nó kêu là cái inquiry. Nếu quý vị mà có xài credit card đó thì ráng xài cho nó ít ít, ráng giữ cái balance dưới 30%. Thí dụ nó cho quý vị là 1.000 đồng, quý vị xài của khoảng 300, quý vị xài của khoảng dưới 30% thì cái điểm tín dụng của quý vị nó sẽ không có ảnh hưởng gì. Khoan khoan khoan, cái khúc này thì trong anh không có hiểu cho lắm. Ví dụ như nó cái credit line của cái credit card đó là 5.000, thì anh Nam Lê khuyên là chỉ xài 30% của 5.000. và xài cứ khoảng 30%, 30% hay là ít hơn thì cái điểm tín dụng của quý vị nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Vậy sao có lại nhiều người lại nói rằng là mình apply một cái credit card nó cho mình 10.000, mình xài tới 10.000 mà mình trả cho người ta đầy đủ thì cái credit nó sẽ build up, có đúng như vậy không ạ? Nếu mà nó cho quý vị 10.000
cuối tháng quý vị trả hết thì cái credit của quý vị rất là tốt. Mà nếu nó cho quý vị 10.000 mà cuối tháng quý vị trả minimum payment, nó sẽ ảnh hưởng đến cái điểm quý vị rất là cao, có thể quý vị mất cả 100 điểm cái score của quý vị nếu mà quý vị thiếu nợ quá nhiều. Wow, đây là một đề tài rất là hấp dẫn mà hy vọng thì anh Nam Nam Lê sẽ cho đài Sài Gòn Network cũng như Trâm Anh mời thêm một lần nữa để mà có cơ hội trò chuyện lâu hơn nữa để mà tìm hiểu. Bây giờ là Trâm Anh hơi thắc mắc về cái điểm đây nè. Mỗi lần mà mình phạm một cái lỗi đại khái như là chúng ta trả bill mà trễ 1-2 ngày, một tuần lễ, nó có effect gì tới cái điểm của mình không thưa anh? Nếu mà quý vị trả một cái bill mà bị late, cái điểm của quý vị nó, chú quý vị sẽ mất có khoảng 70 điểm. Wow. Nên tôi khuyên quý vị nên đừng bao giờ trả trễ, tại cái điểm tín dụng nó rất là quan trọng. Wow. Thì thường thường cái điểm tín dụng mà là mình nói là anh nói là được 800 mấy phải không, mà trả trễ thôi mà mất cả 100 điểm luôn á hả? Mất có khoảng 70 điểm. Wow. Quý vị ơi, cái này là quý vị phải để ý cân nhắc cho thiệt kỹ, là tại vì cái vấn đề này Trâm Anh cũng phàm phải nữa, có nghĩa là rất là hay quên. Phải nói là không phải là rất là hay quên, có nghĩa là cứ nói ồ còn tới một tuần nữa là mà lo gì, còn tới nửa tháng mà lo gì, xong tới lúc mà sực nhớ lại là chỉ còn có 2 ngày thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình có thể trả online thì nó vẫn kịp phải không thưa anh? Cái ngày cuối cùng có không có vấn đề gì hết phải không ạ? Nếu mà quý vị trả trước cái ngày đó thì không có vấn đề gì, mà nếu quý vị trả sau có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái điểm tín dụng của quý vị. Wow, kính thưa quý vị, là khi mà trò chuyện với Nam Lê xong rồi thì chúng ta sẽ phát hiện rất nhiều điều mới mẻ mà chúng ta chưa hề biết gì. Trong anh cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, có nghĩa là nghe anh nói xong cũng hết hồn hết vía. Là bây giờ là về là phải để ý tới mấy cái bill của mình. Bây giờ em hỏi anh có vấn đề này. Ví dụ như á, là em apply một cái credit card mà nó không phải là cái credit card mà để mà mình xài tiền được, mà giống như mình đi shopping một cái tiệm mà giống như Victoria's Secret hoặc là những cái Guess hoặc là đại khái giống như vậy đi, thì những cái credit card đó đôi khi thì nó có cái vấn đề là khi chúng ta mua thì chúng ta trả bằng cái thẻ đó, như thẻ Macy đi, và chúng ta không có thích thì mà chúng ta đem return á thì cái bill nó đã gửi về rồi cho mình đúng không, thì mình mới nghĩ rằng là cái áo đó mình return rồi tại sao mình vẫn nhận được cái bill. Rồi không hiểu lý do tại sao á là nó bị mess up ngay cái chỗ đó, rồi họ lại gửi về họ đòi tiền mình nữa, mà trong khi cái đó mình đã return lại cho họ rồi. Thì cái vấn đề đó, cái văn phòng anh Nam Lê nghĩ như thế nào? Một khi quý vị đã mua, thí dụ quý vị có apply cái thẻ Macy, một khi quý vị mua cái áo hay mua cái quần hay mua đôi giày bất cứ cái gì ở trong đó, thì cái bill của họ đó, họ sẽ, thí dụ hôm nay quý vị mua thì cái bill nó sẽ một tuần sau có thể họ gửi cái bill đến cho quý vị. Một khi quý vị trả lại trong vòng 2 tuần sau đó thì quý vị sẽ hỏi tại sao tôi đã trả lại rồi mà cái bill nó vẫn gửi cho quý vị. Thì quý vị nên gọi thẳng với cái hãng Macy và nói với họ thì họ sẽ take care những cái nợ đó cho quý vị. Wow, cái này là nhiều người phạm phải lắm thưa quý vị. Bản thân trong anh cũng bị nữa, tại vì đàn bà con gái đôi khi chúng ta rất là làm biến đi ra ngoài, chúng ta shopping online xong họ gửi bill về, xong rồi chúng ta lại nghĩ là ồ mình mới return ngày hôm qua mà bây giờ mình nhận được cái bill, bây giờ mình không biết sao mình trả thì mình bị lộ đúng không? Thế mình cứ nghĩ là thôi it's ok, họ tự nhận lại cái hàng của mình, họ tự biết. Nhưng mà họ không có biết, mình phải tự gọi vào là mình nói với họ rằng là tôi đã gửi cái đó return trở lại rồi, nên quý vị phải take off cái phần đó cho tôi. Đúng rồi. Chết rồi, cái này là Trâm Anh chưa bao giờ gọi luôn. Quý vị cứ nghĩ rằng là họ tự động làm, họ sẽ biết. Mà nếu mà quý vị mà đã, nó gửi cái bill cho quý vị mà nó có tiền mà quý vị đang nợ trong đó, thì nếu quý vị trả cái nợ đó cũng được, cái tiền đó nó sẽ để cho là credit lại trong cái thẻ của quý vị. Cái này rất là thích thú nha quý vị nha. Nhiều quý vị hiểu lầm rằng là khi chúng ta mua đồ về rồi chúng ta đem return, người ta gửi bill về là mình không nên trả. Nhưng mà quý vị trả cũng không có sao hết, tại vì họ sẽ credit lại cho mình. Theo như là anh Nam Lê nói thì cái chuyện đó cho anh cảm thấy yên tâm hơn, là tại vì đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là đồ tôi return rồi tại sao tôi phải trả tiền cho quý vị. Nhưng mà thà quý vị trả mà họ dư, credit còn, lại dư còn hơn rồi. Là bị thiếu. Dạ, có phải vậy không thưa anh? Dạ đúng rồi. Thì đó, nó sẽ cái credit nó sẽ nằm trong đó, là nó kêu là khách hàng sẽ có cái credit balance. Wow. Ví dụ như bây giờ em hỏi anh Nam Lê một cái vấn đề là tới gì như thế này. Cái xe đó thường thường là chúng ta ai cũng dùng cái credit để mà mua. Một người mà mua cái xe họ 3 năm. Họ ký contract là 3 năm, xong rồi khoảng đôi chừng 1 năm sau
hoặc là 6 tháng đi, họ cảm thấy họ có đủ tiền họ pay off cái xe đó, thì chúng ta có build được cái credit gì từ cái vấn đề mua xe đó không ạ? Dạ đúng rồi, nếu mà họ trả sớm hơn thì cái điểm của họ cũng rất là tốt. Mà mình chỉ khuyên khách hàng đừng nên trả trễ, tại một khi khách hàng mà trả trễ tiền xe hay là tiền bill, những cái late payment đó nó sẽ nằm trong cái record của quý vị rất là lâu. Wow, chứ dù là mình trễ một ngày mình vẫn bị luôn hả anh? Dạ đúng rồi, trễ một ngày vẫn là bị. Sometimes cái hãng credit card, nếu mà quý vị biết nói tiếng Anh thì quý vị gọi vô, quý vị cho họ biết là quý vị quên nhận được cái bill hay là quý vị đi overseas, thì có thể nhiều cái hãng credit card nó tin quý vị thì họ sẽ credit lại cho quý vị. Cái phần đó họ không có cho cái tiền fee, rồi họ sẽ lấy cái late payment ra cho quý vị. Dạ vâng, vừa rồi thì chúng ta đã có một cuộc trò chuyện rất là thú vị với văn phòng của anh Nam Lê, là một cái văn phòng chuyên sửa về cái credit đối với Trâm Anh cũng như quý khán thính giả, thì chúng ta cảm thấy rất là vui mừng. Bởi vì từ trước đến giờ thì Trâm Anh cũng như quý vị chúng ta cũng có nghe thoáng thoáng rằng là khi chúng ta bị bad credit thì chúng ta có thể sửa, nhưng mà chỉ là nghe thôi. Lần đầu tiên thì trong cộng đồng người Việt Houston của chúng ta có một cái văn phòng mà người Việt Nam mình đại diện để sửa những cái credit đó. Thì đối với Trâm Anh như quý khán thính giả thì chúng ta có problem về cái vấn đề credit thì chúng ta có thể tin tưởng để tới văn phòng của anh Nam Lê tìm hiểu thêm đôi chút trực tiếp với anh để mà nhờ anh tư vấn hoặc là sửa những cái credit của chúng ta. Bởi vì cái credit nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái cuộc sống. Đôi khi thì quý vị biết là ngày trước mà khi Trâm Anh mới tới Mỹ thì cứ xài tiền mặt rất là nhiều, là tại vì lúc đó mình cũng không có credit, anh Nam Lê biết rồi đó. Bây giờ thì cái credit card nó tiện lợi như thế này, có nghĩa là với cái tư tưởng của Trâm Anh này, Trâm Anh nghĩ là mình đi ra ngoài mình xách một cái bóp nhỏ nhỏ có cái credit á, bị giật mất thì thôi, chứ còn tiền mặt giật mất oan mạng, cơ đúng không? Thì, yeah. thì bây giờ cái vấn đề mà giống như mình bị mất cái credit card thì mình báo liền thì không có sao phải không anh? Dạ, nếu mà quý vị bị mất cái credit card đó thì quý vị ở ngoài sau cái credit card thì họ có cái số 1-800, thì quý vị gọi lên, quý vị nói là quý vị bị mất cái credit card. Thí dụ quý vị vừa mất cái credit card mà họ đã charge vô, người ăn cắp họ đã đi xài, thì cái hãng đó họ sẽ investigate rồi họ sẽ credit lại cho quý vị, họ sẽ trả những cái nợ đó lại cho quý vị. Dạ vâng. Thời gian thì nó rất là có hạn, thì Trâm Anh hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một cái cơ hội để gặp lại, chúng ta sẽ vô những cái chi tiết sâu hơn nữa về cái credit. Và nếu quý vị có những cái thắc mắc như thế nào thì có thể trực tiếp liên lạc với lại văn phòng của anh Nam Lê. Xin anh nói lại một lần nữa là văn phòng của anh nằm ở đâu ạ? Cái văn phòng của chúng tôi là KC Portfolio Capital. Văn phòng của chúng tôi nằm 9999 4 số 9 Bel Air Boulevard, đường Bel Air, văn phòng là 909. Quý vị có thể liên lạc directly với chúng tôi số 713-826-9971. Một lần nữa, số điện thoại là 713-826-9971. Dạ vâng, Trâm Anh rất là vui khi được trò chuyện cùng anh Nam Lê cũng như quý khán thính giả của Đài Sài Gòn, là bởi vì khi mà chúng ta có những cái cuộc trò chuyện hội thoại như thế này thì bản thân Trâm Anh cũng như quý khán thính giả chúng ta sẽ có tìm hiểu thêm những cái điều mới mẻ trong cái cuộc sống, mà đôi khi thì chính bản thân chúng ta cũng không có biết và phải như thế nào. Và một lần nữa thì Trâm Anh xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Network, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ xin cảm ơn Đài Sài Gòn Network và cô Trâm Anh đã cho chúng tôi có một cái buổi hôm nay để trò chuyện với Đài và cô Trâm Anh. Dạ cảm ơn anh. Dạ chào cô.